Mến chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2020, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những thiết bị âm thanh vừa về. Ngày hôm nay Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ âm thanh cổ được phối ghép vô cùng ăn ý. Đó là cặp loa Pioneer model CS77A màng FB kết hợp với một chiếc âm ly Sansui 2000X huyền thoại. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm cùng theo dõi. Trước mắt quý vị là cặp loa Pioneer model CS77A màng FB hàng của Nhật, sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1970. Với thiết kế phong cách cổ điển, thùng gỗ lạng, e căng bằng lưới mắt cáo, phong cách cổ điển rất đẹp. Với dòng loa này đã quá nổi tiếng với các anh em yêu âm thanh, đặc biệt là với những anh em yêu nhạc vàng, nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Dòng này sử dụng một bát 30cm màng giấy FB và gân vải, một loa trung màng FB gân vải và một loa chép giấy màng FB. Phía trên cùng chúng ta thấy có một super chép. Đây là mẫu loa rất nổi tiếng của thương hiệu Pioneer đến từ Nhật Bản. Dòng loa chuyên trị các dòng nhạc vàng, nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với sản phẩm này. Pioneer model CS77A có công suất 65W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy 95 dB. Cặp loa có độ nhạy rất cao. Cặp loa vừa về ngày hôm nay từ Mỹ với tình trạng zin nguyên bản đẹp. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía chiếc loa ở phía bên đây. Phần e căng được trang trí bên ngoài bằng lưới mắt cáo rất đẹp, phong cách cổ điển. Thùng được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ màu vàng, có các đường sọc vân gỗ rất đẹp. Các tuyến loa đều màu. Một loa bass 30cm, một loa trung và một loa chép giấy. Phía trên cùng đó là một loa super chép, chép kèn. Đây là tổng thể phần thùng loa của phía bên đây. Đây là tổng thể phía đằng sau lưng. Tiến Dũng sẽ quay chậm và rất chi tiết để anh em ngắm nghía sản phẩm này. Đây là tổng thể phía mặt hông bên phải. Dòng này loa 4 đường tiếng, thích hợp với nhạc vàng và nhạc có tiết tấu chậm, phù hợp với các không gian tầm trên dưới 40m2. Anh em có thể khối ghép với các dòng âm ly tầm như Sansui 1000X, 2000X, 5000X, 5000A hay các dòng âm ly như chính của Pioneer. Các dòng Pioneer SA 7800, 7800 hai la mã hoặc các dòng receiver của Pioneer như SX850, SX950, SX1050, v.v. Cặp loa Pioneer model CS77A màng FB với tình trạng zin nguyên bản có mức giá chỉ 17.500.000, mức giá rất tuyệt vời. Ngày nay Tiến Dũng phối ghép cặp loa trên với chiếc âm ly Sansui 2000X. Đây là model huyền thoại của hãng Sansui Nhật Bản. Chiếc âm ly có chất âm ngọt ngào làm mê hoặc lòng người, đặc biệt là những bài nhạc vàng dạng như Chế Linh, Thanh Tuyền, Hưng Lan, Tuấn Vũ, vân vân. Mặt nhôm phai sáng choang, không chảy xước và phần vỏ gỗ còn rất đẹp. Chiếc ly này sử dụng 4 sò sắt xuất âm tụ. Đây là tổng thể phía mặt sau của chiếc ly. Các phần giắc kết nối còn sáng choang. Điều này chứng tỏ máy còn rất mới. Máy được sản xuất vào những năm khoảng 1970. Công suất nguồn AutoWatt. Máy sử dụng đa cầu điện 100V, 110V, 220V và 240V. Chiếc ly Sansui model 2000X có mức giá chỉ 14.500.000. Bộ hai thiết bị phối ghép vô cùng ăn ý. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức một bài nhạc vàng với hai sản phẩm này. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm xin mời liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Mọi nhu cầu mua sắm xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp Tiến Dũng số điện thoại 0989 034 764 hoặc truy cập website tiendungaudio.com.
để xem thêm các sản phẩm tương tự. Quý vị hãy đăng ký kênh của Tiến Dũng để nhận ngay các thông báo mới nhất về các clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.